Thưa quý vị, Ukraine phản công, tiến vào lãnh thổ Nga, tính toán nhằm thu hút quân đội Nga quay trở lại phòng thủ. Moscow không sẵn lòng từ bỏ thế tấn công tổng thể hiện tại, lại rất khó tuyển mộ quân đội tinh nhuệ để chống lại cuộc phản công của Ukraine, đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thế giới bên ngoài nghi ngờ có thể Trung Quốc sẽ gửi quân tới viện trợ Nga. Trung Nam Hải có thể có động cơ như vậy, nhưng chắc chắn họ cũng có nhiều lo ngại băn khoăn khi đối diện với nhiều khó khăn. Động cơ của Trung Quốc khi tham chiến. Trung Quốc hy vọng rằng cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ không dừng lại và tốt nhất là nên kéo dài vô tận, có thể đánh lạc hướng sự chú ý của Nhà Trắng, cũng sẽ gây tổn hại cho các nước NATO. Áp lực mà Trung Quốc phải đối mặt sẽ trở nên nhỏ hơn. Một khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine chấm dứt, Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây có thể dùng hết sức lực để đối phó với Trung Quốc. Ukraine đã chiếm đóng lãnh thổ Nga, mặc dù ít hơn nhiều so với việc Nga chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, nhưng nó cũng có lợi thế thương lượng. Về cơ bản, tất cả quân đội tinh nhuệ của Nga đã được triển khai ở tiền tuyến và không muốn sơ tán vào thời điểm này. Tuy nhiên, thực sự thiếu lực lượng có hiệu quả chiến đấu ở phía sau và sẽ rất khó để đánh bại lực lượng phản công của Ukraine trong thời gian ngắn. Nếu Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán, Trung Nam Hải sẽ khó đạt được kế hoạch của mình. Để hỗ trợ cho cuộc chiến lâu dài của Moscow, việc trực tiếp gửi quân tới giúp Nga có thể là một phương án. 74 năm trước, bất chấp nhiều phản đối trong nội bộ và lâm bưu cáo bệnh, Chủ tịch Mao Trạch Đông vẫn ra lệnh đưa quân sang Triều Tiên. Ngày nay, 74 năm sau, Trung Quốc vẫn có khả năng ra quyết định mù quáng. Năm 1962, Mao Trạch Đông ra lệnh phát động chiến tranh chống Ấn Độ, nhưng sau khi giành thắng lợi, ông bất ngờ đơn phương tuyên bố rút quân vô điều kiện. Khi đó, đại nhảy vọt của Trung Quốc bị thất bại và quyền lực của ông bị tổn hại nghiêm trọng. Ông cố gắng chuyển hướng những mâu thuẫn nội bộ bằng một cuộc chiến tranh hạn chế, gây dựng danh vọng và củng cố quyền lực. Chiến tranh Trung Việt năm 1979 cũng là một thủ đoạn chính trị được Đặng Tiểu Bình sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự. Người lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đã làm chủ tịch quân ủy 12 năm, nhưng ông dường như chưa bao giờ thực sự lãnh đạo quân đội và đã khiến quân đội trở nên hỗn loạn với các cấp tướng không tin tưởng. Trung Nam Hải hiện đang phải đối mặt với áp lực nội bộ chưa từng có, quyền lực của chính quyền trung ương đã bị mất. Không thể loại trừ việc lãnh đạo Trung Quốc có thể bắt chước Mao và Đặng năm xưa, cố gắng đánh một trận chiến tranh hữu hạn nhằm chuyển hướng sự chú ý và xây dựng lại quyền lực, thậm chí có thể lấy đây làm cái cớ để thực hiện kiểm soát quân sự nhằm tăng cường hơn nữa quyền kiểm soát toàn xã hội. Rủi ro từ việc hỗ trợ các cuộc chiến ủy nhiệm đến việc trực tiếp tham chiến. Thưa quý vị, cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 900 ngày. Bắc Kinh đã và đang hỗ trợ quân đội Nga tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm cho chính mình, nhưng bề ngoài lại tỏ ra trung lập và lo ngại sẽ gặp phải các lệnh trừng phạt quy mô lớn từ phía Ukraine, Hoa Kỳ và châu Âu. Nếu Trung Quốc xuất binh tham chiến, sẽ hoàn toàn nằm trên cỗ xe chiến tranh. Các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và châu Âu sẽ nối tiếp nhau, và Trung Nam Hải có thể không chịu nổi. Moscow đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Bắc Kinh, và Trung Nam Hải cũng có thể cảm thấy rằng họ có thể gây khó dễ cho Điện Kremlin ở một mức độ nào đó. Nếu Trung Quốc trực tiếp tham chiến, Bắc Kinh sẽ không thể bị trói buộc cùng một chỗ với Moscow. Khó có thể nói ai gây khó dễ cho ai. Cả hai sẽ cùng lúc mắc kẹt trong vũng lầy chiến tranh, cũng đồng thời sẽ bị suy yếu. Từ việc hỗ trợ các cuộc chiến tranh ủy nhiệm đến việc trực tiếp tham chiến mà không còn gì để mất, Trung Quốc sẽ sớm gặp nhiều rắc rối hơn. 74 năm trước, Bắc Kinh đã tham gia chiến tranh Triều Tiên dưới khẩu hiệu chống Mỹ viện trợ Triều Tiên. Hôm nay, nếu xuất binh viện trợ Nga, có cần hô to chống lại ai không? Quân đội Hoa Kỳ và NATO không trực tiếp tham gia cuộc chiến. Nếu Trung Quốc nói rằng họ chống Ukraine viện trợ Nga, thì chẳng khác nào công khai tham gia một cuộc chiến tranh xâm lược và trở thành tội phạm chiến tranh. Một khẩu hiệu khác về việc Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên là bảo vệ gia đình tổ quốc, nhưng từ đầu tới cuối luôn tham chiến với danh nghĩa quân tình nguyện. Điều đó cho thấy, tự biết rằng bảo vệ gia đình tổ quốc là suy luận không logic. Nếu Trung Quốc gửi quân đến viện trợ Nga và quân của họ ở xa đất nước thì sẽ không thể hô to bảo vệ gia đình, bảo vệ tổ quốc được. Năm đó, đầu tiên Trung Quốc hỗ trợ Triều Tiên phát động chiến tranh, sau đó trực tiếp ra chiến trường, buộc phải điều quân chuẩn bị tấn công Đài Loan đến bán đảo Triều Tiên. Hạm đội 7 của Hoa Kỳ ngay lập tức hỗ trợ bảo vệ Đài Loan và kế hoạch tấn công Đài Loan của Trung Quốc đã hoàn toàn bị phá sản. Bây giờ nếu Trung Quốc gửi quân đến viện trợ Nga, kế hoạch tấn công Đài Loan của họ có thể sẽ lại thất bại. Họ cũng sẽ lo lắng hơn về việc bị quân đội Mỹ và đồng minh cùng tấn công. Trung Nam Hải
có thể không chịu được rủi ro chiến lược lớn như vậy. Chuẩn bị binh lực đưa vào chiến trường nào? Hiện có hai chiến trường trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Một là ở bên trong biên giới Ukraine, nơi quân đội Nga chủ yếu tấn công. Hai là ở vùng Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine chủ yếu tấn công và quân Nga hiện đang ở thế phòng thủ. Nếu Trung Quốc xuất binh đến hỗ trợ Nga, rất có thể họ sẽ đóng quân ở vùng Kursk của Nga. Quân đội Nga tạm thời chưa muốn điều động quân đội ở tiền tuyến quy mô lớn về phòng thủ, nên có thể hy vọng Trung Quốc sẽ đưa quân đi đánh bại quân Ukraine. Trung Nam Hải có thể giả vờ giúp Nga chống lại cuộc xâm lược của Ukraine, trên danh nghĩa sẽ không được coi là tham gia vào cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Trung Quốc cần điều động các lực lượng vũ trang mạnh mẽ, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, bệ phóng tên lửa, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạnh mẽ vào quân Ukraine. Nếu chỉ đào hào để phòng thủ, thì sự giúp đỡ dành cho quân Nga sẽ rất hạn chế. Nếu quân Ukraine không thể bị đuổi ra ngoài càng sớm càng tốt, thì đó vẫn sẽ là thế giằng co và Moscow vẫn phải ngồi vào bàn đàm phán. Vì vậy, nếu Trung Quốc xuất binh thì ít nhất phải cung cấp đủ binh lính và trang thiết bị để đẩy lùi quân đội Ukraine. Nếu Ukraine tung 10.000 quân vào khu vực Kursk, Trung Quốc sẽ cần đầu tư thêm ít nhất gấp 3 lần để tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn. Một tập đoàn quân của Trung Quốc có 6 lữ đoàn chiến đấu tiền tuyến, mỗi lữ đoàn có khoảng 6.000 người, tổng cộng khoảng 36.000 người. Đây phải là quy mô quân đội tối thiểu mà Trung Quốc xuất binh. Nếu họ có kế hoạch tham gia chiến trường ở miền Đông hoặc miền Bắc Ukraine, họ sẽ cần phải đầu tư nhiều hơn. Điều binh từ chiến khu nào? Lục quân Trung Quốc hiện có 13 tập đoàn quân, 3 tập đoàn quân ở các chiến khu phía Đông, phía Bắc và Trung tâm, và 2 tập đoàn quân ở các chiến khu phía Nam và phía Tây. 3 tập đoàn quân ở chiến khu phía Đông không thể bị điều đi. Nếu một trong 2 tập đoàn quân ở chiến khu phía Nam bị rút đi, phòng ngự tất nhiên được cái này mất cái kia. 3 tập đoàn quân ở chiến khu phía Bắc, một đội quân chủ yếu đóng ở bán đảo Sơn Đông. Một khi bị rút đi, thì hệ thống phòng thủ ven biển của bán đảo Sơn Đông, Hoàng Hải và phía Nam biển Bột Hải sẽ không còn hiệu quả. Tập đoàn quân thứ hai đóng ở bán đảo Liêu Đông. Một khi rút đi, hệ thống phòng thủ ven biển của bán đảo Liêu Đông và phía Bắc biển Bột Hải sẽ không còn hiệu quả. Tập đoàn quân thứ ba được triển khai ở Hắc Long Giang và Cát Lâm. Tính đến biên giới Trung Nga và biên giới Trung Triều, nếu bị rút đi thì sẽ tương đương với việc bỏ qua cả hai đường biên giới. Ba tập đoàn quân của chiến khu trung tâm có hai đội được triển khai xung quanh Bắc Kinh và cơ bản là không thể thay đổi. Điều có thể thay đổi là tập đoàn quân 83 được triển khai ở Hà Nam và Thiểm Tây, cũng được coi là lực lượng dự bị của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, tập đoàn quân 83 có hai lữ đoàn nên đóng quân ở Vị Nam Thiểm Tây để chuẩn bị cho việc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc rút về Thiểm Tây. Kế hoạch thời chiến tháp tùng thủ đô có thể bị ảnh hưởng. Chiến khu phía Tây bao gồm quân khu Tân Cương, quân khu Tây Tạng và hai tập đoàn quân. Nhiệm vụ chính của quân khu Tân Cương là giám sát người dân địa phương ở Tân Cương và lo việc phòng thủ biên giới. Quân khu Tây Tạng cũng cần giám sát người dân Tây Tạng địa phương và lo việc phòng thủ biên giới. Đã có nhiều xung đột ở biên giới Trung Ấn. Quân đội của quân khu này không thể động vào được. Một tập đoàn quân của chiến khu phía Tây được triển khai ở Cam Túc, Ninh Hạ và Thanh Hải và cần chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ quân khu Tân Cương và chấn áp người dân Tân Cương bất cứ lúc nào. Nhóm tập đoàn quân còn lại được triển khai ở Tây Tạng, Tứ Xuyên và Trùng Khánh và nên chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ quân khu Tây Tạng và chấn áp người dân Tây Tạng bất cứ lúc nào. Nếu những đội quân này ở chiến khu phía Tây bị thuyên chuyển, Trung Nam Hải có thể càng lo lắng hơn về nội chiến. Như vậy có thể thấy, nếu Trung Quốc muốn xuất binh đến viện trợ Nga, thì việc điều động quân từ bất kỳ chiến trường nào sẽ không hề dễ dàng. Có thể nói, một động tác sẽ huy động cả cơ thể. Điều binh ở đâu không chỉ cần xem xét khu vực, mà còn cả vũ khí và trang bị. Trong tác chiến tấn công, xe tăng là không thể thiếu, thế nhưng mà xe tăng Trung Quốc lại tương đối lạc hậu. Xe tăng Trung Quốc không tốt bằng Nga. Loại được trang bị nhiều nhất của quân đội Trung Quốc là xe tăng Type 96, chưa được coi là xe tăng thế hệ thứ 3. Trên thực tế, nó vẫn là phiên bản cải tiến của xe tăng cũ. Chính Trung Quốc cũng thừa nhận xe tăng Type 96 khởi động chậm, khả năng tăng tốc kém và sức mạnh không thể so sánh được với xe tăng T-72 của Nga, nhưng vẫn chưa có kế hoạch thay đổi. Mẫu xe tăng Type 99A mới nhất của Trung Quốc được gọi là xe tăng thế hệ thứ 3. Dù bị sao chép khắp nơi, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của xe tăng T-72. Nó sử dụng pháo nòng trơn do Nga sản xuất và hệ thống nạp đạn tự động kiểu Nga. Nhìn chung thì nó không bằng xe tăng T-90 mới của Nga, chứ chưa nói đến việc là bắt kịp xe tăng phương Tây. Xe tăng Type 99 chỉ được trang bị cho một số tập đoàn quân của Trung Quốc.
bao gồm tập đoàn quân 81 và 82 xung quanh Bắc Kinh, tập đoàn quân 79 ở bán đảo Liêu Đông và tập đoàn quân 76 ở Cam Túc và Ninh Hạ. Tập đoàn quân 83, đơn vị dự bị có nhiều khả năng được điều động về chiến trường trung tâm nhất, vẫn được trang bị xe tăng Tai 59 cũ và xe tăng hạng nhẹ Tai 15. Nếu Trung Quốc đưa quân đến, họ chỉ có thể sử dụng xe tăng Tai 99 để tránh cho xe tăng Tai 96 vào chiến trường. Nhưng ngay cả khi đưa quân được trang bị xe tăng Tai 99 thì cũng khó có thể giành chiến thắng. Nếu Trung Nam Hải quyết xuất quân thì đương nhiên phải thắng. Nhưng liệu quân Trung Quốc có mạnh hơn quân Nga? Theo ước tính mới nhất, quân đội Nga có thể đã phải chịu tổng cộng 450.000 thương vong trên chiến trường Ukraine và vẫn đang tăng cường sức mạnh quân đội. Khoảng 520.000 người hiện đang được triển khai ở Ukraine. Nếu Trung Quốc chỉ cử một tập đoàn quân đi đánh Ukraine và cuộc tấn công mù quáng thất bại thì có thể bịa ra một số lời nói dối. Một khi thương vong lớn, không giữ được thế trận, sẽ khó giải thích. Sau chiến tranh Trung Việt, quân đội Trung Quốc chưa bao giờ tham gia thực chiến. Tình trạng tham nhũng trong hệ thống sĩ quan diễn ra khá phổ biến và trình độ chiến thuật không cao. Ngày nay, các cán bộ chính trị càng tự hào hơn khi đưa quân như vậy vào chiến trường. Sức chiến đấu của họ có thể sẽ bộc lộ nhanh hơn quân Nga. Một khi xe tăng Tai 99 giới hạn của Trung Quốc bị phá hủy và các xe bọc thép trở nên không thể sử dụng được, họ sẽ không thể duy trì các hoạt động tấn công quy mô lớn và chắc chắn sẽ rơi vào thế giằng co giữa Nga và Ukraine. Sau khi quân tổn thất quá lớn, đừng nói là tấn công, ngay cả phòng ngự cũng sẽ trở thành vấn đề. Nếu một nhóm quân không thể tấn công hoặc bị vô hiệu hóa, Trung Quốc có thể còn chuẩn bị huy động quân đoàn thứ 2 và thứ 3 tham chiến hay không? Quân ủy Trung ương Trung Quốc có thể tuyển quân dự bị, nhưng rất khó trang bị cho họ vũ khí hạng nặng. Đây cũng chính là vấn đề mà quân đội Nga đang phải đối mặt hiện nay. Nga có một lượng lớn xe tăng từ thời Liên Xô cũ có thể được tân trang lại, nhưng Trung Quốc không và khó có thể chuyển giao trang bị hoạt động cho lực lượng dự bị của mình. Trung Quốc đã cử một số lượng lớn quân dự bị ra tiền tuyến. Ngoài việc được sử dụng làm bia đỡ đạn, họ thực sự không thể ảnh hưởng đến tình hình cuộc chiến. Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ có kết cục giống như chiến tranh Triều Tiên. Khó mà đến được vĩ tuyến 38, họ chỉ có thể ngồi vào bàn đàm phán. Trung Quốc tuyên bố đã đạt được kết quả hòa với quân đội Mỹ ở Triều Tiên. Chiến thuật của lục quân Trung Quốc là bản sao của quân đội Nga. Thưa quý vị, nhiều tên lửa của Trung Quốc được sao chép từ Nga và có độ chính xác không cao. Pháo binh của Trung Quốc đã được chuyển đổi hoàn toàn theo tiêu chuẩn 155 ly của NATO, nhưng nó chưa bao giờ được sử dụng trong thực chiến. Liệu nó có thể hoạt động bình thường hay không? Và liệu nó có thể đối phó được với các hoạt động phản pháo hay không? Đạn pháo vẫn cần được chuyển liên tục từ Trung Quốc. Chiến thuật pháo binh của Trung Quốc thực sự tuân theo chiến thuật của quân đội Nga, nhấn mạnh vào số lượng pháo và tấn công bao trùm hơn là tấn công chính xác. Trung Quốc tự hào rằng hỏa lực của các tiểu đoàn tổng hợp của họ vượt xa quân đội Hoa Kỳ, nhưng họ phải thừa nhận rằng quân đội Hoa Kỳ dựa nhiều hơn vào ưu thế trên không. Lục quân Trung Quốc biết rằng rất khó để có được sự hỗ trợ từ trên không kịp thời và chỉ có thể chủ yếu dựa vào hỏa lực mặt đất. Họ thậm chí còn trang bị cho xe bọc thép pháo cỡ lớn, cho thấy lục quân Trung Quốc vẫn chưa thích ứng được với 3 khẩu pháo đường kính lớn. Trực thăng Nga được điều động ít thường xuyên hơn và trực thăng của Trung Quốc có thể không dám sử dụng khi đối mặt với tên lửa phòng không Stinger do Mỹ sản xuất. Nếu lục quân Trung Quốc xuất binh, rõ ràng sẽ thiếu khả năng bảo vệ trên không. Lực lượng không quân Nga sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Trung Quốc. Nếu không quân Trung Quốc cũng được triển khai tới Nga, dù J-20 hay J-16 được đưa vào chiến trường, khả năng chiến đấu thực tế của nó sẽ sớm được bộc lộ. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc có lẽ không thể đối phó với số lượng lớn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Ukraine. Trung Quốc có thể muốn xuất quân viện trợ Nga, nhưng đối mặt với quá nhiều vấn đề khó khăn, liệu Trung Nam Hải có thực sự dám mạo hiểm? Mỹ triển khai tiêm kích F-35 ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Quốc không dám manh động. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II của Hoa Kỳ là đỉnh cao của kỹ thuật và công nghệ máy bay chiến đấu, đã được bán ra hơn 1.000 chiếc, trở thành máy bay chiến đấu chủ lực chống lại sự bành trướng quân sự của Trung Quốc và Nga. F-35 được triển khai trên khắp thế giới. Các thành viên NATO sử dụng F-35 để chống lại Nga. Israel có thể sử dụng F-35E Adir để chống lại Iran. F-35 của Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia được sử dụng để chống lại Trung Quốc. Tính năng xuất sắc của bản thân F-35 và cách bố trí của máy bay chiến đấu ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng khiến Trung Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân đội Trung Quốc đã ngăn cản các tàu tiếp tế của Philippines thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông.
đồng thời cũng thường xuyên xâm phạm không phận vào vùng biển gần Đài Loan ở eo biển Đài Loan, gây căng thẳng cho khu vực. Khi quân đội Trung Quốc tăng cường hành vi gây hấn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thúc đẩy tăng cường khả năng phòng thủ của họ và việc mua máy bay chiến đấu F-35 là một trong những phương diện chính. Hiện nay, không quân Úc, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, không quân Hàn Quốc và một quốc gia Đông Nam Á đã mua máy bay chiến đấu F-35 do Lockheed Martin sản xuất. Mặc dù động cơ không hoàn toàn giống nhau, nhưng mối đe dọa từ phía Trung Quốc là yếu tố quan trọng nhất. Hạm đội F-35 quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng đã tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ trong khu vực và thúc đẩy hòa bình một cách hiệu quả. Trong số 3 phiên bản của máy bay chiến đấu F-35, loại F-35A sử dụng đường cất cánh hạ cánh truyền thống, loại F-35B sử dụng đường cất hạ cánh đường băng ngắn, cất cánh thẳng đứng và loại F-35C thì được sử dụng làm máy bay tiêm kích trên tàu sân bay. Úc và Nhật Bản quan ngại trực tiếp hơn chính là uy hiếp của Trung Quốc, trong khi Hàn Quốc không chỉ lo ngại về mối đe dọa từ Trung Quốc, mối đe dọa từ Triều Tiên cũng là một phần quan trọng trong mối quan ngại của nước này. Theo báo cáo của Lực lượng Không quân Thế giới năm 2024 do Ấn phẩm Công nghiệp Hàng không Fly Global công bố, trang web 247 Wall Street đã kết luận rằng Không quân Úc có số lượng máy bay chiến đấu F-35 lớn nhất thế giới sau Hoa Kỳ với 63 chiếc F-35A đang hoạt động và cũng đang đặt mua 37 chiếc F-35A nữa. Tiếp theo là Không quân Hàn Quốc có 40 chiếc F-35A đang hoạt động và đã đặt mua thêm 25 chiếc. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản có 36 chiếc F-35 đang hoạt động và đã đặt mua tới 110 chiếc khác. Nhật không chỉ có máy bay chiến đấu F-35A mà còn có cả F-35B. Những chiếc F-35 của ba quốc gia này và những chiếc F-35 được quân đội Mỹ triển khai ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tạo thành một liên minh hùng mạnh, không chỉ uy hiếp Trung Quốc trong thời bình, mà trong trường hợp xảy ra chiến tranh, máy bay chiến đấu tiên tiến sẽ đánh bại J-20 bị lu mờ của Trung Quốc. Công ty Lockheed Martin đã đưa ra thông cáo báo chí vào tháng 2 năm nay cho biết, vào tháng 10 năm 2023, máy bay chiến đấu F-35 và F-16 của Mỹ sẽ huấn luyện cùng với F-35 của Hàn Quốc và Không quân Australia. Các cuộc tập trận như vậy sẽ tăng cường khả năng tương tác trong khu vực với các nước đồng minh. Tuyên bố cho biết, vào mùa thu năm 2023, các máy bay F-35 của Không quân Hoa Kỳ và máy bay Nhật Bản đã huấn luyện trên biển Hoa Đông. Những cuộc tập trận này rất quan trọng để ngăn chặn sự xâm lược và duy trì hòa bình ổn định trong khu vực. Robin Lett, cố vấn quốc phòng quốc tế của Ủy ban Biên tập Defense Express từng viết, máy bay chiến đấu F-35 với tư cách là một hạm đội của lực lượng đồng minh và Hoa Kỳ mang lại một số khả năng cốt lõi và then chốt để hình thành một hệ thống tấn công phòng thủ mới, cho phép Hoa Kỳ đóng vai trò trung tâm quan trọng, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng minh đi đầu trong việc bảo vệ bản thân và lợi ích của họ. Việc triển khai phi đội F-35 toàn cầu ở Thái Bình Dương có một số đóng góp quan trọng trong việc định hình chiến lược thế kỷ 21. Một hạm đội được nối mạng, khả năng tương tác rõ ràng, các căn cứ đa tầng và đa dạng cho phép tiếp cận chiến tranh theo bầy sói, khả năng khai thác giá trị tốt nhất của tài sản được triển khai và một hạm đội bền vững trên toàn cầu. Mặc dù các đồng minh của Mỹ đang tăng cường triển khai F-35, tuy nhiên loại máy bay này vẫn chiếm vị trí chủ đạo ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 3 tháng 7 cho biết sẽ triển khai 48 chiếc F-35A lần đầu tiên tại căn cứ không quân Mishawa ở tỉnh Aomori, đông bắc Nhật Bản, để tăng cường khả năng uy hiếp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tàu sân bay USS George Washington sẽ đóng quân tại Nhật Bản. Hải quân cho biết sẽ cử một phi đội tiêm kích F-35 tới căn cứ không quân Iwakuni ở Nhật Bản để gia nhập phi đội tàu sân bay số 5. Các nhà phân tích quốc phòng cho rằng, việc triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35C trên các tàu sân bay đóng tại Nhật Bản là một bước nâng cấp lớn về năng lực quân sự của quân đội Mỹ và cho thấy Hải quân sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 để chống lại máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc. The Nikkei đưa tin, Masashi Murano, nhà nghiên cứu trưởng của Nhật Bản tại Viện Hudson, một tổ chức tư vấn ở Washington, cho biết F-35C không chỉ cho phép các máy bay chiến đấu của Hải quân đạt được lợi thế chiến thuật trong không chiến với các máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc, cũng có thể đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo chống hạm do Trung Quốc phóng và tên lửa hành trình chống hạm do máy bay ném bom phóng. Ông nói, việc ưu tiên triển khai máy bay chiến đấu trên tàu sân bay thế hệ thứ 5 ở Nhật Bản cho thấy môi trường đối đầu ở Tây Thái Bình Dương đòi hỏi máy bay trên tàu sân bay phải có khả năng kết nối mạng cao hơn, khả năng xuyên thấu và sát thương cao hơn.
công ty Lockheed Martin cho biết đến năm 2035, hơn 300 máy bay chiến đấu F-35 sẽ đóng quân ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu mức ngân sách quốc phòng kỷ lục 8,54 nghìn tỷ yên, tương đương 59 tỷ đô la cho năm tài chính 2025. Yêu cầu ngân sách mới bao gồm việc tăng cường năng lực vũ khí tầm xa, thiết lập một chòm sao vệ tinh để phát hiện và theo dõi các mối đe dọa, tiếp tục tài trợ cho hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường Aegis đang được chế tạo, thêm tàu để vận chuyển quân lính và vật tư xung quanh các đảo của Nhật Bản, triển khai một radar di động đến đảo Kitadaito và tổ chức lại hạm đội mặt nước của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đã tăng đều đặn kể từ năm 2012. Năm tài chính 2023 là năm đầu tiên của chương trình xây dựng năng lực quốc phòng kéo dài 5 năm của nước này. Và kể từ đó, ngân sách đã tăng hàng năm hơn 1.000 tỷ yên hoặc 6,89 tỷ đô la. Việc Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lớn có ý nghĩa quan trọng trong nhiều khía cạnh, từ an ninh khu vực đến chiến lược quốc tế. Đặc biệt, gã hàng xóm khổng lồ Trung Quốc bên cạnh nước Nhật hiện cũng đang theo sát từng bước đi của Tokyo trong bối cảnh căng thẳng khu vực luôn nóng bỏng. Chúng ta biết rằng, một trong những lý do chính mà Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng là để đối phó với sự gia tăng sức mạnh quân sự và các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc, đặc biệt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nhật Bản lo ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc gần quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, cũng như sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Đông Á. Ngoài ra còn có mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng là một lý do quan trọng. Nhật Bản cần tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa và đối phó với các tình huống khẩn cấp. Đứng trước hai mối đe dọa hiện hữu này, tăng ngân sách quốc phòng giúp Nhật Bản nâng cao khả năng tự chủ trong việc bảo vệ lãnh thổ và lợi ích quốc gia. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Nhật Bản muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ, dù vẫn duy trì liên minh mạnh mẽ với Mỹ. Việc tăng ngân sách cho phép Nhật Bản đầu tư vào các công nghệ quân sự tiên tiến, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa, tàu ngầm và các hệ thống không gian mạng. Điều này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản mà còn đóng góp vào ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Thực tế, Nhật Bản đã bắt đầu điều chỉnh chính sách quốc phòng của mình, từ một quốc gia chủ yếu tập trung vào phòng thủ sang một nước sẵn sàng thực hiện các hoạt động quân sự phòng thủ chủ động nếu cần thiết. Điều này bao gồm việc phát triển khả năng tấn công phủ đầu trong các tình huống khẩn cấp. Nhật Bản đang tìm cách trở thành một quốc gia có ảnh hưởng lớn hơn trong các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. Việc tăng ngân sách quốc phòng cho phép họ đóng vai trò tích cực hơn trong các liên minh an ninh và đối phó với các mối đe dọa chung. Trong khi Hoa Kỳ có thể hoan nghênh việc Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng vì nó giúp chia sẻ gánh nặng an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời củng cố liên minh Mỹ-Nhật, thì Trung Quốc và Triều Tiên có thể coi đây là một động thái khiêu khích và có thể phản ứng bằng cách tăng cường năng lực quân sự của họ, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Vì điều đáng chú ý là Nhật Bản đã yêu cầu 970 tỷ yên để tăng cường khả năng phòng thủ tầm xa, cho phép tấn công từ bên ngoài phạm vi của kẻ thù. Nó cũng được sử dụng cho khả năng phản công và đã tăng gần 40% so với ngân sách năm nay. Trong số tiền này, việc xây dựng một chòm vệ tinh phát hiện và theo dõi mục tiêu bằng cách vận hành một số lượng lớn vệ tinh nhỏ sẽ chiếm hơn 300 tỷ yên. Khả năng phản công làm thay đổi nguyên tắc phòng thủ độc quyền. Điều này có thể làm dấy lên sự nghi ngờ ở các nước láng giềng và gây bất ổn cho khu vực. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra ở đây là ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tiếp tục được tăng mạnh, nhưng liệu có bền vững? Sở dĩ có câu hỏi này bởi tình hình thực tế của Nhật Bản hiện nay không mấy khả quan. Nhật Bản có mức nợ công rất cao, chiếm hơn 200% GDP, khiến việc duy trì một mức tăng ngân sách quốc phòng đáng kể trở thành một thách thức lớn về tài chính. Nếu nền kinh tế tăng trưởng chậm hoặc suy thoái, Nhật Bản có thể gặp khó khăn trong việc duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức cao. Hơn nữa, Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều áp lực tài chính khác, chẳng hạn như chi phí chăm sóc y tế và an sinh xã hội ngày càng tăng do dân số già đi. Điều này có thể tạo ra sự cạnh tranh ngân sách giữa quốc phòng và các lĩnh vực khác. Khi tình hình nội bộ còn có nhiều vấn đề nan giải, thì việc chính phủ tăng chi tiêu quốc phòng, tức là việc chính phủ lựa chọn mục tiêu ưu tiên, sẽ là sự quan tâm của công chúng. Mức độ ủng hộ của công chúng đối với chi tiêu quốc phòng cao sẽ ảnh hưởng đến tính bền vững của ngân sách. Nếu người dân cảm thấy bị đe dọa bởi các mối nguy từ bên ngoài, họ có thể ủng hộ việc tăng ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, nếu ưu tiên chuyển sang các vấn đề kinh tế xã hội, thì sẽ có áp lực giảm ngân sách quốc phòng. Đang nói là các thay đổi trong chính quyền có thể dẫn đến sự điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, đặc biệt nếu các đảng phái hoặc lãnh đạo mới có quan điểm khác về an ninh quốc gia và chi tiêu quân sự. Sau khi những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản được đưa ra, chúng tôi đã lắng nghe những phản ứng của công chúng đất nước này.
Hầu hết người ta nhìn nhận rằng nếu việc tăng ngân sách quốc phòng được ưu tiên hơn việc tăng cường năng lực phòng thủ có hệ thống, thì đây sẽ là hành động đảo ngược thế cờ. Tức là việc tăng ngân sách quốc phòng là một yếu tố quan trọng trong việc tăng cường khả năng quân sự của một quốc gia. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào việc tăng ngân sách mà không chú trọng đến việc xây dựng một hệ thống phòng thủ toàn diện và có tổ chức, thì hành động này có thể gây ra những hệ lụy không mong muốn, thậm chí có thể làm suy yếu vị thế chiến lược của quốc gia. Đây là lý do tại sao có thể nói rằng nếu việc tăng ngân sách quốc phòng được ưu tiên hơn việc tăng cường năng lực phòng thủ có hệ thống, thì đó sẽ là một hành động tập trung vào cỗ xe trước khi chăm lo để mua một con ngựa tốt. Quý vị biết đấy, chỉ tăng ngân sách mà không có chiến lược rõ ràng và hệ thống phòng thủ hợp lý có thể dẫn đến việc phân bổ tài nguyên không hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến lãng phí ngân sách cho các dự án quân sự không thực sự cần thiết hoặc không phù hợp với mối đe dọa hiện tại. Năng lực phòng thủ có hệ thống yêu cầu sự đồng bộ giữa các thành phần quân sự, từ lực lượng mặt đất, hải quân, không quân đến phòng thủ mạng và tình báo. Nếu chỉ tăng ngân sách mà không xây dựng sự phối hợp giữa các lực lượng, hệ thống phòng thủ sẽ trở nên rời rạc và kém hiệu quả. Việc mua sắm thiết bị quân sự hiện đại có thể mang đến lợi thế tạm thời, nhưng không thể thay thế cho một chiến lược phòng thủ toàn diện. Nếu không có kế hoạch chiến lược và huấn luyện phù hợp, các thiết bị mới có thể không được sử dụng hiệu quả trong tình huống xung đột thực tế. Tệ hơn là nó có thể dẫn đến việc bỏ qua các khía cạnh quan trọng khác của an ninh quốc gia, chẳng hạn như an ninh mạng, tình báo và khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, nó có thể kích thích các quốc gia khác trong khu vực tăng cường chi tiêu quân sự của họ, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang. Điều này có thể làm tăng căng thẳng khu vực và khiến an ninh khu vực trở nên bất ổn hơn. Nếu không có một hệ thống phòng thủ có tổ chức, việc tăng ngân sách quốc phòng có thể tạo ra sự mất cân bằng trong chiến lược phòng thủ tổng thể, khiến quốc gia dễ bị tổn thương trong các kịch bản xung đột phức tạp. Đó mới chỉ là một vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất đó là nhân khẩu. Tiền có bỏ ra bao nhiêu, thiết bị có hiện đại bao nhiêu, thì yếu tố con người vẫn là chìa khóa cho việc phòng thủ chủ động mạnh mẽ của một quốc gia. Ấy thế nhưng, với tỷ lệ sinh giảm của Nhật Bản ngày càng gia tăng, không có triển vọng giải quyết căn bản tình trạng thiếu lao động, những nỗ lực tiết kiệm lao động thông qua việc giới thiệu trí tuệ nhân tạo AI và máy bay không người lái chỉ mới bắt đầu. Liệu có thể đảm bảo được nguồn nhân lực phù hợp với độ phức tạp của thiết bị hay không? Liệu Nhật Bản có đủ nguồn nhân lực hay không khi dân số già hóa với tốc độ đang quá nhanh, đang chính là trở thành vấn nạn quốc gia? Chính vì thế mà việc tăng ngân sách quốc phòng không đơn giản là tăng những con số. Đối với Nhật Bản, nó đòi hỏi chiến lược dài hạn, đặc biệt là thách thức lớn đối với chính phủ khi lựa chọn các chiến lược ưu tiên. Nhưng nếu nói lên tác động của việc Nhật Bản tăng ngân sách chi tiêu quốc phòng khủng trong quan hệ quốc tế, thì đây lại là một tín hiệu có tác động rộng lớn. Động thái của Nhật Bản tác động tới quan hệ đối ngoại. Việc Nhật Bản tăng mạnh ngân sách quốc phòng chắc chắn sẽ tác động đến quan hệ đối ngoại của nước này, đặc biệt là với các đồng minh và các đối tác trong khu vực. Đối với Hoa Kỳ, động thái này nhằm củng cố liên minh với Mỹ. Quốc gia đã thúc đẩy Nhật Bản đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc duy trì an ninh khu vực. Hoa Kỳ có thể hoan nghênh động thái này vì nó giúp chia sẻ gánh nặng quốc phòng và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với ngân sách lớn hơn, Nhật Bản có thể đầu tư vào các hệ thống vũ khí và công nghệ tương thích với quân đội Mỹ, tạo điều kiện cho sự hợp tác quân sự sâu rộng và hiệu quả hơn giữa hai nước. Các quốc gia trong khu vực như Úc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á có thể xem việc Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng là một động thái tích cực, góp phần đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Điều này có thể thúc đẩy sự hợp tác an ninh chặt chẽ hơn giữa Nhật Bản và các đối tác trong khu vực. Đối với Ấn Độ, chi tiêu quân sự tăng lên và những tiến bộ về công nghệ của Nhật Bản có thể được đánh giá tích cực, vì cả hai quốc gia đều chia sẻ mối quan ngại về sự quyết đoán của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản có thể mở đường cho sự hợp tác quốc phòng mạnh mẽ hơn giữa Ấn Độ và Nhật Bản, đặc biệt là trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, phòng thủ mạng và phát triển công nghệ chung. Khi Nhật Bản hướng tới mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP, sự hợp tác giữa hai nước có thể trở nên mạnh mẽ hơn, góp phần tạo nên một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn hơn. Khi Nhật Bản gia tăng năng lực quân sự, đồng nghĩa với việc họ có thể tạo cơ hội để xây dựng các liên minh phòng thủ khu vực, chẳng hạn như bộ tứ Quad gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Sự hợp tác này có thể trở nên hiệu quả hơn nếu Nhật Bản có sức mạnh quân sự lớn hơn. Đặc biệt, một số quốc gia Đông Nam Á lo ngại trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc, có thể hoan nghênh việc Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng, vì điều này có thể góp phần vào sự ổn định và cân bằng quyền lực trong khu vực. Tuy nhiên, một số quốc gia khác có thể lo ngại rằng sự gia tăng ngân sách quốc phòng Nhật Bản sẽ đẩy khu vực vào một cuộc chạy đua vũ trang, làm phức tạp thêm tình hình an ninh khu vực vốn đã căng thẳng. Như chúng ta vừa nói ở trên, việc Nhật tăng ngân sách quốc phòng có thể làm tăng căng thẳng với Trung Quốc. Quốc gia có thể coi đây là một mối đe dọa trực tiếp. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực,
và có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột, đặc biệt là xung quanh các khu vực tranh chấp như là quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Triều Tiên vốn đã coi Nhật Bản là một đối thủ tiềm tàng, có thể coi việc này là một lý do để tiếp tục phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân của mình. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự trong khu vực. Bỏ qua những tác động đối với vấn đề quốc gia của Nhật Bản, nhìn nhận về góc độ quốc tế và khu vực, thì rõ ràng sự trỗi dậy của Nhật Bản, đặc biệt là qua việc tăng cường ngân sách quốc phòng và hiện đại hóa quân đội, mang lại nhiều lo ngại cho cả Trung Quốc và Triều Tiên. Vì rõ ràng, Nhật Bản sẽ là một thách thức trực tiếp đối với sự thống trị ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Nhật Bản là một trong những quốc gia có khả năng quân sự lớn nhất ở châu Á, và việc tăng cường ngân sách quốc phòng có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực mà Bắc Kinh đang cố gắng thiết lập. Điều này có thể cản trở tham vọng của Trung Quốc trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng ở Biển Đông và Đông Á. Sự gia tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản thúc đẩy việc hình thành hoặc củng cố các liên minh chống Trung Quốc trong khu vực, chẳng hạn như bộ tứ giữa Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Điều này có thể cô lập Trung Quốc về mặt chiến lược, khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thực hiện các kế hoạch chiến lược dài hạn, bao gồm sáng kiến vành đai con đường. Đồng thời, Nhật Bản mạnh lên có thể khiến Trung Quốc cảm thấy áp lực phải tăng cường chi tiêu quân sự của mình để duy trì sự vượt trội. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, làm tăng chi phí quân sự và căng thẳng giữa các nước lớn. Tệ hơn với Trung Quốc là Nhật Bản lại là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, và sự trỗi dậy của nước này có thể được hỗ trợ bởi Hoa Kỳ cả về công nghệ lẫn chiến lược. Điều này có thể làm gia tăng sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh xung đột ở Biển Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương. Còn Triều Tiên vốn lo ngại rằng một Nhật Bản mạnh hơn sẽ gia tăng sức ép quân sự lên mình, đặc biệt là khi Nhật Bản có thể tham gia sâu vào các chiến lược phòng thủ tập thể với Mỹ. Sự trỗi dậy của Nhật Bản có thể thúc đẩy Triều Tiên tiếp tục phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa để đối phó với mối đe dọa này. Nếu Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự với các nước như Hàn Quốc và Mỹ, Triều Tiên có thể cảm thấy bị cô lập hơn về mặt chiến lược và bị đe dọa trực tiếp. Điều này có thể đẩy Triều Tiên vào tình thế phải tăng cường các hoạt động quân sự để tự bảo vệ. Triều Tiên với nguồn lực hạn chế có thể cảm thấy bị áp lực phải duy trì hoặc tăng cường năng lực quân sự của mình trong bối cảnh Nhật Bản ngày càng mạnh. Điều này có thể làm tăng nguy cơ xung đột, đặc biệt nếu Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân như một cách để cân bằng quyền lực. Không chỉ vậy, Triều Tiên cũng lo ngại rằng sự hỗ trợ quân sự và chiến lược từ Hoa Kỳ sẽ giúp Nhật Bản trở nên mạnh mẽ hơn, tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của họ. Điều này có thể khiến Triều Tiên tiếp tục theo đuổi các chính sách quân sự cứng rắn và đẩy khu vực vào tình trạng căng thẳng hơn. Hẳn quý vị còn nhớ, Nhật Bản và Trung Quốc có một lịch sử lâu dài và phức tạp, đặc biệt là những ký ức về chiến tranh Trung Nhật và Thế chiến II. Sự trỗi dậy của Nhật Bản về quân sự có thể làm dấy lên những lo ngại lịch sử ở Trung Quốc, đặc biệt nếu Nhật Bản theo đuổi một chính sách đối ngoại cứng rắn hơn. Điều này có thể làm tăng sự đối đầu và căng thẳng trong quan hệ Trung-Nhật. Còn Triều Tiên thì cũng có những ký ức đau thương từ thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Sự trỗi dậy quân sự của Nhật Bản có thể làm tăng cảm giác bị đe dọa và sự thù địch từ phía Triều Tiên, dẫn đến sự cứng rắn hơn trong quan hệ giữa hai nước. Chính vì thế mà sự trỗi dậy của Nhật, đặc biệt là về mặt quân sự, tạo ra nhiều lo ngại cho cả Trung Quốc và Triều Tiên. Trung Quốc có thể cảm thấy bị thách thức về vị thế chiến lược và bị đẩy vào một cuộc chạy đua vũ trang, trong khi Triều Tiên có thể lo ngại về mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. Cả hai quốc gia này có thể phản ứng bằng cách tăng cường quân sự hóa và thúc đẩy các chiến lược đối phó. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực. Mặc dù với sức mạnh quân sự gia tăng, Nhật Bản có thể có nhiều quyền tự chủ hơn trong việc định hình chính sách ngoại giao của mình, trở thành một quốc gia chủ động hơn trong các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Điều này có thể dẫn đến việc Nhật Bản tham gia nhiều hơn vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế và các sáng kiến an ninh tập thể. Nhưng Nhật vẫn cần duy trì sự cân bằng giữa việc tăng cường quân sự và tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để tránh gây căng thẳng không cần thiết với các nước láng giềng, nhấn mạnh rằng Nhật Bản chú trọng phòng thủ chứ không phải là tấn công. Trong trường hợp Trung Quốc tấn công đe dọa chủ quyền an ninh của Nhật Bản, đương nhiên Tokyo có thể đáp trả. Trung Quốc dẫu biết rằng Nhật Bản hiện tại có thể bị ràng buộc và kìm hãm về sức mạnh quân sự, nhưng khi vòng kim cô bị tháo thì Bắc Kinh sẽ phải dè chừng. Mặc dù vậy, Tokyo cũng phải cực kỳ thận trọng trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi như hiện nay. Thưa quý vị, khi chiến tranh Ukraine đang thu hút mọi ánh nhìn, thì có một khu vực cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng nổ xung đột. Đó là những vùng nước xung quanh hai cường quốc nhiều thù hận, Trung Quốc và Nhật Bản. Trong những tuyên bố rõ ràng và cứng rắn nhất của mình, Nhật Bản khẳng định rằng nếu Bắc Kinh mạo hiểm tấn công Đài Loan, thì họ sẽ tham chiến để bảo vệ Đài Loan. Trong nội bộ của Trung Quốc, lập tức có người lấy vũ khí hạt nhân ra uy hiếp. Nhật Bản thì không có vũ khí hạt nhân, nhưng dưới sự bảo hộ bằng vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ, Trung Quốc
sẽ không dám hành động hấp tấp. Tuy nhiên, việc uy hiếp bằng vũ khí hạt nhân đã cho thấy Trung Quốc rất có thể tin rằng dựa vào quân đội chính quy sẽ không thể đánh bại Nhật Bản. Tương quan lực lượng về quân đội chính quy giữa Trung Quốc và Nhật Bản có thể khiến rất nhiều người chúng ta bất ngờ. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Hiến pháp Nhật Bản quy định lực lượng phòng vệ chỉ được phép tự vệ và không được phép ra nước ngoài chiến đấu. Quốc phòng của Nhật Bản phụ thuộc nhiều hơn vào Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ-Nhật Bản và quân đội Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản. Nếu Trung Quốc phá vỡ chuỗi đảo đầu tiên bằng cách tấn công Đài Loan, trước khi tiến tới chuỗi đảo thứ hai, họ nhất định sẽ loại bỏ hết các mối đe dọa từ chuỗi đảo thứ nhất. Quần đảo Ryukyu của Nhật Bản nằm ở phía bắc Đài Loan, trên cùng chuỗi đảo đầu tiên với Đài Loan, nên là sẽ phải đứng mũi chịu sào. Vì vậy, Nhật Bản khó có thể đứng yên nhìn Đài Loan bị tấn công. Nhìn lên bản đồ khu vực Đông Á, chúng ta thấy đảo Yonaguni thuộc tỉnh Okinawa cực tây của Nhật Bản, cách bờ biển phía đông Đài Loan chỉ khoảng 110 km. Hòn đảo này cũng nằm gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Với khoảng cách chỉ hơn 100 km với một trong những khu vực nóng nhất châu Á, đảo Yonaguni chính là tiền tuyến của Nhật Bản một khi chiến tranh nổ ra giữa Trung Quốc và người anh em Đài Loan của họ. Vào tháng 8 năm 2022, 1.700 cư dân trên đảo Yonaguni đã bị sốc sau khi 6 tên lửa đạn đạo của Trung Quốc rơi xuống khu vực ngoài khơi hòn đảo, nơi Tokyo tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế quốc gia. Song phía Trung Quốc cho rằng khu vực mà các tên lửa này rơi xuống không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đây là những tên lửa được Trung Quốc sử dụng trong cuộc tập trận không quân, hải quân để phản đối chuyến thăm tới Đài Loan của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, những hoạt động đang diễn ra trên đảo Yonaguni là nhằm mở rộng căn cứ cho các lực lượng phòng vệ Nhật Bản, cũng như triển khai một đơn vị tên lửa đất đối không tới đây. Các nhà phân tích nhận định, sự hiện diện của các lực lượng quân sự Nhật Bản trên đảo Yonaguni nằm gần đảo Đài Loan là để đề phòng một cuộc xung đột bùng nổ trong khu vực. Tỉnh Okinawa hiện là nơi đồn trú số lượng lớn binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản với các cơ sở hải quân và không quân quy mô lớn. Nếu không may bùng nổ một cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan, lực lượng quân sự Mỹ ở tỉnh Okinawa sẽ là nhóm phản ứng trước tiên. Hồi tháng 9 năm 2022, chính quyền đảo Yonaguni đã thành lập quỹ trang bị những thiết bị và nơi trú ẩn khẩn cấp trong tình huống xảy ra tấn công. Nhiều người dân địa phương còn tham gia vào cuộc diễn tập hồi tháng 11 năm 2022, mô phỏng tình huống hòn đảo bị tên lửa đạn đạo tấn công. Còn tại Okinawa, nơi cực kỳ nhạy cảm vì có sự đồn trú của hàng chục nghìn lính Mỹ, Nhật Bản cũng đã dự liệu sẵn sàng cho tình huống Bắc Kinh tấn công phủ đầu. Chính phủ Nhật Bản đã hé lộ hướng dẫn xây dựng nơi trú ẩn tại tỉnh Okinawa với thiết kế có thể bảo vệ công dân trong khoảng 2 tuần nếu xảy ra khủng hoảng quân sự liên quan đến Đài Loan. Hướng dẫn cho hay, chính quyền Trung ương Nhật Bản sẽ chi trả cho việc thiết kế và xây dựng các cơ sở sơ tán khẩn cấp tại quần đảo Shikishima thuộc tỉnh Okinawa. Quần đảo này là cực nam của Nhật Bản và cách Đài Loan không xa. Văn phòng nội các sẽ trợ giúp việc thiết kế, trong khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cung cấp kinh phí để xây dựng tại các thành phố Ishigaki và Miyakojima, cũng như là thị trấn Yonaguni. Tất cả đều là nơi đặt căn cứ của lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF. Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản sẽ tài trợ để xây dựng nơi trú ẩn tại thị trấn Taketomi và làng Tarama, những nơi không có căn cứ nào của SDF. Các cơ sở này sẽ được xây dựng bên dưới các tòa nhà công cộng mới và được thiết kế để làm nơi ở cho người sơ tán trong khoảng 2 tuần, theo hướng dẫn được hé lộ. Những nơi đó sẽ có điện và thiết bị liên lạc, cũng như là cung cấp 3 lít nước mỗi ngày và các vật dụng khác cho mỗi người. Mỗi người sơ tán sẽ có khoảng 2 mét không gian tại những nơi này. Tường bên ngoài sẽ được làm bằng bê tông cốt thép dày hơn 30cm. Như vậy là người Nhật đã dự liệu sẵn sàng một khi khủng hoảng ở eo biển Đài Loan nổ ra, hoặc một cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên bất ngờ bùng nổ. Tư thế sẵn sàng ấy của Tokyo cũng một phần xuất phát từ việc họ sở hữu một năng lực quân sự mạnh mẽ. Theo xếp hạng của trang web quân sự hỏa lực toàn cầu Global Firepower, sức mạnh quân sự tổng hợp của Nhật Bản đứng thứ 5 trên thế giới. Nhật Bản là quốc gia hàng hải tương đối hiển hình, chú trọng vào phòng thủ lãnh hải và vùng trời, nên lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản là mạnh nhất, tiếp đến là lực lượng phòng vệ trên không và yếu nhất là lực lượng phòng vệ trên bộ. Trung Quốc đứng thứ 3 về sức mạnh quân sự, nhưng rất khó để đội quân khổng lồ này đến được Nhật Bản. Các chiến đấu cơ của lực lượng không quân Trung Quốc thiếu khả năng tiếp nhiên liệu, chỉ một vài trong số chúng có thể đe dọa Nhật Bản, và vẫn đang có khoảng cách về thế hệ so với các chiến đấu cơ của Nhật. Xung đột quân sự dễ xảy ra nhất giữa Trung Quốc và Nhật Bản là hải quân.
Thế nhưng mà hải quân của Trung Quốc không có lợi thế so với lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản. Bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh sức mạnh quốc gia của mỗi bên một cách cụ thể. Sức mạnh hải quân. Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản có gần 46.000 binh sĩ, quân số tuy ít nhưng lại có 4 tàu khu trục mang phi cơ trực thăng và 28 tàu khu trục cỡ lớn và vừa. Ngoài ra còn có 2 khinh hạm, 6 khinh hạm hạng nhẹ và 20 tàu ngập. Hải quân Trung Quốc có quân số khoảng 300.000 người, có 3 hàng không mẫu hạm, 23 tàu khu trục cỡ lớn và vừa. Ngoài ra còn có khoảng 30 khinh hạm Type 054, 72 khinh hạm hạng nhẹ Type 056 và khoảng 65-70 tàu ngầm. Số lượng tàu trọng tải nhỏ của Hải quân Trung Quốc là lớn nhất, hầu hết chúng chỉ có thể dùng để mà phòng thủ gần bờ. Theo đánh giá của quân đội Mỹ, sẽ cần thêm thời gian để các chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm của Trung Quốc hoàn thiện chiến lực. Chiến đấu cơ J-15 trên hàng không mẫu hạm của Trung Quốc đã không vượt qua được bài kiểm tra, cũng chưa được sản xuất hàng loạt. Hàng không mẫu hạm của Bắc Kinh chỉ được điều động khoảng 1-2 lần mỗi năm và mỗi lần thì đều không quá một tháng. Hơn nữa, chỉ là đi loanh quanh ở những vùng biển gần bờ. Nhật Bản không có hàng không mẫu hạm nhưng lại có 2 tàu hộ tống lớp Izumo với tải trọng 27.000 tấn. Chiếc Izumo đầu tiên đã được cải tạo xong, có thể chở ít nhất 12 chiến đấu cơ F-35B Lightning II. Một khi nó trở thành hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, sức chiến đấu thực tế chắc chắn sẽ tốt hơn hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Nhật Bản còn có 2 tàu khu trục lớp Hyuga với tải trọng 19.000 tấn, hiện chủ yếu được sử dụng để chống tàu ngầm. Trung Quốc vừa đưa vào biên chế tàu tấn công đổ bộ Type 075, tuy có boong dài nhưng lại không đủ để chiến đấu cơ cất cánh hạ cánh, rất khó tham gia hải chiến. Khu trục hạm Type 055 mới nhất của Trung Quốc vừa được đưa vào biên chế với 3 tàu, tải trọng khoảng 12.500 tấn, được trang bị 112 ống phóng hỏa tiễn, có thể mang theo hỏa tiễn phòng không, hỏa tiễn chống hạm, hỏa tiễn công kích đối đất và ngư lôi chống tàu ngầm. Type 055 tương đương với phiên bản phóng to của tàu khu trục Type 052D, bắt chước tàu khu trục lớp Buck của quân đội Hoa Kỳ. Nhật Bản có 2 tàu khu trục lớp Maya tải trọng 10.250 tấn với 96 ống phóng hỏa tiễn thẳng đứng, 2 tàu khu trục lớp Atago trọng tải 10.000 tấn với 96 ống phóng hỏa tiễn thẳng đứng và 4 tàu khu trục lớp Congo trọng tải 9.485 tấn với 90 ống phóng hỏa tiễn thẳng đứng, được trang bị hỏa tiễn tiêu chuẩn RIM-66, hỏa tiễn phòng không RIM-161, cũng như hỏa tiễn chống hạm Harpoon, loại mới nhất được trang bị hỏa tiễn tiêu chuẩn RIM-174, nhưng không có hỏa tiễn tấn công mặt đất. 8 tàu khu trục này đều được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, có tính năng tương tự như là các tàu khu trục lớp Buck của Hoa Kỳ và sở hữu khả năng đánh chặn hỏa tiễn. Nhật Bản cũng là quốc gia có nhiều tàu được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis nhất ngoài Hoa Kỳ. Trung Quốc đã đóng lô đầu tiên của khu trục hạm Type 055 với 8 tàu. Sau khi tất cả chúng được đưa vào phục vụ, số lượng tàu khu trục với tải trọng 10.000 tấn của Trung Quốc mới bằng với của Nhật Bản. Tính năng của các tàu chiến Trung Quốc thì không thể so sánh được với các tàu của Nhật Bản. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở radar, hệ thống chiến đấu Aegis và khả năng đánh chặn hỏa tiễn. Khả năng chống tàu ngầm của tàu khu trục Trung Quốc vẫn còn hạn chế. Ngược lại, khả năng chống tàu ngầm của các tàu Nhật Bản được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tương đương với khả năng của quân đội Hoa Kỳ. Khu trục hạm chủ lực hiện tại của Trung Quốc là Type 052D với 17 tàu đang hoạt động. Nó có tải trọng 7.500 tấn và được trang bị 64 ống phóng hỏa tiễn, bao gồm hỏa tiễn phòng không, chống hạm và chống tàu ngầm, không có hỏa tiễn tấn công mặt đất. Type 052C cũ được Trung Quốc đóng 6 tàu với 48 ống phóng hỏa tiễn, chỉ có hỏa tiễn phòng không và hỏa tiễn chống hạm. Các loại khu trục hạm được sản xuất thử nghiệm trước đây chưa thể đáp ứng được yêu cầu nên không được sản xuất hàng loạt. Trung Quốc đã cố gắng bắt chước tàu khu trục hiện đại nhập khẩu từ Nga nhưng nhận thấy rằng nó đã lỗi thời nên cuối cùng thì bắt chước các tàu thuộc hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ. Hệ thống radar và chiến đấu của những tàu khu trục này không tốt bằng chiếc Type 055 mới nhất và thiếu khả năng chống hỏa tiễn và chống tàu ngầm. Các tàu khu trục hạng trung của Nhật Bản thì bao gồm 2 tàu khu trục lớp Asahi, 4 tàu khu trục lớp Akizuki với tải trọng 6.800 tấn, 5 tàu khu trục lớp Takanami với tải trọng 6.300 tấn và khoảng 9 tàu khu trục lớp Murasame với tải trọng 6.200 tấn. Vũ khí chính của 20 tàu khu trục này là 32 ống phóng hỏa tiễn thẳng đứng, được trang bị hỏa tiễn RIM-162 ISSM với khả năng phòng không, đánh chặn hỏa tiễn và cũng có thể trang bị hỏa tiễn chống tàu ngầm, 8 hỏa tiễn chống hạm, 1 phi cơ trực thăng. Các tàu khu trục này đều tham khảo các tàu thuộc hệ thống chiến đấu Aegis của Hoa Kỳ, nhưng chúng chưa được trang bị hệ thống Aegis.
Nhật Bản còn có 8 tàu khu trục lớp Ashigiri đời đầu với tải trọng 5.200 tấn đã được chuyển đổi thành các khinh hạm tuần dương ven biển. Các tàu khu trục của Nhật Bản chủ yếu dùng để phòng không, chống hỏa tiễn, chống hạm và chống tàu ngầm. Thiết kế ban đầu đã xem xét đến việc đánh chặn các hỏa tiễn đạn đạo có thể phóng ra từ Triều Tiên. Bởi vậy, trong trường hợp xảy ra hải chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản, tính năng và số lượng của các tàu khu trục Trung Quốc không thể so sánh với các tàu khu trục của Nhật, đặc biệt là các tàu khu trục cỡ lớn. Các tàu khu trục của Trung Quốc tự vệ còn rất khó, chứ chưa nói đến hộ tống hàng không mẫu hạm. Trung Quốc có 7 tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang hỏa tiễn Cự Lang 2, có thể đe dọa Nhật Bản về mặt lý thuyết. Thế nhưng mà Bắc Kinh có rất nhiều hỏa tiễn đạn đạo đối đất nên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược sẽ chủ yếu nhằm vào Hoa Kỳ. Nhật Bản thì không có vũ khí hạt nhân và cũng không có tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Trong khi đó thì Trung Quốc có 8 đến 9 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tai 093BG mới nhất có tải trọng 7.000 tấn và Tai 091 trước đó có tải trọng khoảng 5.500 tấn. Những chiếc tàu ngầm này có khả năng tác chiến xa bờ, một số chiếc được bố trí ở căn cứ Thanh Đảo. Tuy nhiên biển Hoa Đông là vùng nước nông, tàu ngầm sẽ dễ bị phát hiện ngay khi được điều động. Nó rất khó tránh khỏi sự truy lùng của phi cơ tuần tra chống ngầm và hải quân của Nhật Bản. Trung Quốc có nhiều tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ thông thường hơn, chủ yếu được sử dụng để phòng thủ ven biển. Chúng hầu như không thể đi đến các vùng biển của Nhật Bản vì âm thanh to hơn, dễ bị phát hiện hơn. Nhật Bản là quốc gia không sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ có các tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ thông thường. Họ có 11 tàu ngầm lớp Soryu với tải trọng 4.200 tấn, 9 tàu ngầm lớp Oyashio với tải trọng 3.500 tấn và mẫu mới nhất là tàu ngầm lớp Taigei với một chiếc đang hoạt động. Công nghệ tàu ngầm của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới. Tàu ngầm của họ chạy bằng pin lithium-ion, đọ yên tĩnh, không quốc gia nào sánh bằng. Cơ hội chạm trán trực tiếp giữa tàu ngầm Trung Quốc và tàu ngầm Nhật Bản là không lớn, nhưng tàu ngầm Nhật Bản là một mối đe dọa đáng kể đối với các chiến hạm cỡ lớn của Bắc Kinh. Mối đe dọa của tàu ngầm Trung Quốc đối với hạm đội Nhật Bản là tương đối nhỏ, vì Nhật Bản luôn tham chiếu thiết bị và các bài huấn luyện chống ngầm của quân đội Hoa Kỳ. Nơi mà hải quân Trung Quốc và Nhật Bản có thể xảy ra xung đột có lẽ chính là biển Hoa Đông. Được dự đoán là sẽ diễn ra cuộc đọ sức giữa các khu trục hạm chủ lực. Hải quân Trung Quốc hiện đang bất lợi hơn. Trong tương lai, hàng không mẫu hạm hạng nhẹ có thể đối chiến với hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn. Trung Quốc càng khó có được ưu thế. Hạm đội Bắc Dương thành lập vào thời nhà Thanh là hạm đội đầu tiên có tàu bọc sắt, nhưng ngay cả việc tích trữ đạn dược vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa, cũng chưa hiểu rõ chiến thuật thủy chiến và tham nhũng nhiều. Hải quân của Trung Quốc thậm chí còn tệ hơn, nếu mạo hiểm tham chiến rất có khả năng sẽ lặp lại cục diện của cuộc chiến tranh Trung Nhật vào năm 1894-1895. Sức mạnh không quân. Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản có khoảng 50.000 người đang tại ngũ và có ít nhất 21 phi cơ chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35A Lightning II. Nhật đã đặt hàng tổng cộng 105 chiếc F-35A và 42 chiếc F-35B. Họ cũng có 200 phi cơ tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15 Eagle, 88 phi cơ tiêm kích đa năng F-2 tự sản xuất dựa trên cơ sở chiếc F-16 Fighting Falcon. Nhật Bản cũng có 18 phi cơ cảnh báo sớm do Hoa Kỳ sản xuất, 6 phi cơ tiếp dầu do Mỹ sản xuất và 200 phi cơ huấn luyện, không có phi cơ ném bom tấn công. Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật có chiến thuật rõ ràng, chủ yếu là bảo vệ không phận của mình và tấn công các mối đe dọa trên biển. Không có lý do gì để chiến đấu cơ của Nhật tiếp cận đường bờ biển của Trung Quốc. Xung đột giữa lực lượng không quân của hai bên chỉ có thể xảy ra nếu Bắc Kinh mạo hiểm tấn công. Trung Quốc hiện có khoảng 70 phi cơ tiêm kích đa năng Su-30 và 24 chiếc Su-35 được nhập khẩu từ Nga, cùng khoảng 200 chiếc J-16 có thể đã được sản xuất. Các phi cơ này có thể tiếp cận không phận Nhật Bản và hỗ trợ các trận hải chiến ở biển Hoa Đông và biển Hoàng Hải. Nếu phải đối mặt với F-35 của Nhật thì chúng không có cơ hội chiến thắng. Nếu cận chiến với F-75 của Nhật thì có thể có cơ hội, còn chiến đấu ở cự ly xa thì sẽ rơi vào thế hạ phong. Trung Quốc còn có phi cơ tiêm kích J-11 là mẫu nhái của Su-27, có thể bay gần không phận Nhật Bản và hỗ trợ cho các trận hải chiến, nhưng nó cũng không có lợi thế vì thiếu sự hỗ trợ của phi cơ tiếp dầu. Tiêm kích hạng nhẹ J-10 của Trung Quốc có tầm bay ngắn nên không thể tham chiến ngoài biển. Phi cơ ném bom H-6 của Bắc Kinh thì có thể vươn tới Nhật Bản, nhưng tấn công khi mà thiếu chiến đấu cơ hộ tống thì cũng tương đương với hành vi tự sát. Phi cơ tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 của Trung Quốc hiện được trang bị cho 2 lữ đoàn, nhưng người ta đoán rằng nó sẽ tiếp tục tập trung vào biểu diễn, chưa thể đưa vào thực chiến. Radar chiến đấu cơ kiểu Mỹ mà Nhật sở hữu có tính năng tốt hơn và sở trường hơn trong tác chiến cự ly xa. Điều này đã được kiểm chứng nhiều lần trong thực chiến. Tính năng của radar trên các chiến cơ của Trung Quốc chưa bao giờ được thử nghiệm trong thực chiến. Các bài tập huấn luyện mà họ công khai vẫn là tác chiến cự ly gần. Các phi công của Nhật đã nhiều lần huấn luyện với quân đội Hoa Kỳ. Khả năng thực chiến của họ sẽ trội hơn một bậc. Sức mạnh hệ thống phòng không.
Nhật Bản có hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot Pak-3 dùng để đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo ở giai đoạn cuối và cũng có thể tấn công phi cơ đối phương. Việc đánh chặn hỏa tiễn ở giai đoạn giữa do các tàu khu trục có lắp hệ thống chiến đấu Aegis đảm nhiệm. Hỏa tiễn tầm trung Đông Phong 26 và Đông Phong 21 của Trung Quốc có thể tấn công lãnh thổ Nhật Bản, bao gồm cả tàu chiến, nhưng vẫn chưa rõ liệu chúng có thể xuyên thủng hệ thống chiến đấu Aegis và hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot hay không. Nhật Bản đang cố gắng tăng tầm bắn của hỏa tiễn lên 900 km, mục tiêu trong tương lai là 1.500 km. Quân đội Hoa Kỳ cũng dự kiến sẽ triển khai hỏa tiễn siêu thanh tầm trung loại mới nhất ở Nhật Bản. Theo Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ-Nhật Bản, nếu Trung Quốc sử dụng hỏa tiễn để tấn công Nhật Bản, quân đội Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng tiến hành một cuộc phản công bằng hỏa tiễn và cũng có thể tấn công các căn cứ hỏa tiễn của Trung Quốc bằng lực lượng không quân. Trung Quốc có lẽ sẽ không dám sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Nhật Bản vì nó sẽ dẫn tới một cuộc phản công hạt nhân từ phía Hoa Kỳ, trong khi Bắc Kinh vẫn chưa có một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn hoàn chỉnh. Sức mạnh lục quân. Lục quân của Trung Quốc có gần 1 triệu người nhưng lại không thể dùng chiến thuật biển người để tấn công Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản chỉ có khoảng 150.000 người với trang thiết bị hữu hạn, nhưng lục quân hai nước rất khó gặp nhau. Nhật Bản chủ yếu dựa vào hải quân và lực lượng phòng không để chiến đấu. Tuyến phòng thủ thứ ba là hỏa tiễn chống hạm đối đất. So với Nhật Bản, hải quân và không quân của Trung Quốc vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia phát triển trên thế giới chỉ tập trung vào phòng thủ quốc gia, cộng thêm với hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ. Khả năng phòng thủ thực tế trên biển và trên không của Nhật nên được xếp vào vị trí thứ hai trên thế giới. Quân đội Nhật Bản không tham chiến sau Thế chiến thứ hai, nhưng đã huấn luyện với quân đội Hoa Kỳ từ lâu. Khả năng chiến đấu thực tế là cao hơn so với quân đội của Trung Quốc. Quân nhân tại ngũ của Nhật Bản chỉ có khoảng 250.000 người, số lượng quân nhân dự bị là khoảng 55.000 người. Nhưng trước mối đe dọa ngày càng hiện hữu từ Trung Quốc, nước Nhật đã thay đổi. Nhật Bản sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong giai đoạn 2023-2027 lên khoảng 315 tỷ USD. Trong đó, 36 tỷ USD sẽ được sử dụng để chế tạo các tên lửa tầm xa có thể phóng từ bên ngoài tầm bắn của kẻ thù và mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo, có tầm bắn lên tới khoảng 1.600 km. Các mặt hàng trong danh sách mua sắm quân sự của Nhật Bản trong 5 năm tới còn bao gồm tên lửa đánh chặn để phòng thủ tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái tấn công và trinh sát, thiết bị liên lạc vệ tinh, máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-35, máy bay trực thăng, tàu ngầm, tàu chiến và máy bay vận tải hạng nặng. Kế hoạch của Nhật sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên khoảng 2% GDP trong 5 năm, vượt qua giới hạn chi tiêu 1% tự đặt ra từ năm 1976. Trung Quốc có thể tiếp tục khiêu khích Nhật Bản vì Nhật Bản chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tấn công. Tuy nhiên, với sức mạnh công nghệ và kinh tế của Nhật, dù là khiêu khích quân sự, chạy đua vũ trang hay mạo hiểm khai chiến, Trung Quốc có thể đã chọn nhầm đối thủ. Quý vị nghĩ như thế nào về tương quan lực lượng giữa hai nước? Điều gì sẽ xảy ra khi chiến tranh bùng nổ? Hãy để lại quan điểm của mình ở phần bình luận. Thưa quý vị, chuyến đi của Tổng thống Nga Putin tới Mông Cổ hôm 2 tháng 9 vừa qua là một sự kiện nóng. Nó gây chú ý tới rất nhiều bên, bởi Mông Cổ là một vùng đất nhạy cảm, không chỉ với Nga mà còn với cả Trung Quốc. Đặc biệt, nó có ý nghĩa địa chính trị cực kỳ quan trọng với phương Tây. Trước tiên thì chúng ta hãy tìm hiểu về ý nghĩa chiến lược của vùng đất này quý vị nhé. Vị trí chiến lược của Mông Cổ. Mông Cổ, với vị trí địa lý đặc biệt giữa hai cường quốc là Nga và Trung Quốc, mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong nhiều khía cạnh địa chính trị, kinh tế và quân sự. Về vị trí địa lý chiến lược, Mông Cổ nằm giữa hai cường quốc lớn, tạo nên một hành lang kết nối quan trọng. Điều này khiến Mông Cổ trở thành một yếu tố quan trọng trong các chiến lược khu vực của cả Moscow và Bắc Kinh, đặc biệt trong các dự án liên kết kinh tế và hạ tầng như là sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc. Với vị trí nằm giữa Đông Bắc Á và Trung Á, Mông Cổ có thể đóng vai trò như một cửa ngõ chiến lược cho các tuyến đường thương mại và các hành lang năng lượng, từ đó tạo ra sự kết nối giữa các khu vực này. Về tài nguyên thiên nhiên, Mông Cổ sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, bao gồm than đá, đồng, vàng và uranium. Điều này không chỉ tạo ra giá trị kinh tế lớn, mà còn thu hút sự quan tâm của các cường quốc muốn khai thác hoặc kiểm soát các nguồn tài nguyên này. Ngoài khoáng sản, Mông Cổ cũng có tiềm năng lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió. Việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo có thể làm tăng vai trò của Mông Cổ trong các chiến lược năng lượng khu vực. Về quan hệ đối ngoại cân bằng, Mông Cổ đã thực hiện một chính sách đối ngoại cân bằng tập trung vào quan hệ với ba láng giềng lớn là Nga, Trung Quốc và các nước phương Tây như là Mỹ và Nhật Bản. Việc giữ được mối quan hệ tốt với cả Nga và Trung Quốc
trong khi vẫn duy trì sự độc lập trong chính sách đối ngoại, là một phần quan trọng trong chiến lược của Mông Cổ nhằm bảo vệ chủ quyền và ổn định. Mông Cổ thường giữ vai trò trung lập trong các vấn đề quốc tế. Điều này giúp nước này tránh được các cuộc xung đột lớn và đóng vai trò như một trung gian hòa giải tiềm năng trong khu vực. Về quân sự và an ninh, Mông Cổ có thể đóng vai trò như là một vùng đệm giữa Nga và Trung Quốc, hai cường quốc với lịch sử cạnh tranh và căng thẳng. Điều này khiến việc kiểm soát hoặc ảnh hưởng đối với Mông Cổ trở nên quan trọng trong các chiến lược an ninh của cả Moscow và Bắc Kinh. Họ đã tham gia vào nhiều hoạt động hợp tác quân sự quốc tế, bao gồm các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và các cuộc tập trận quân sự đa quốc gia. Điều này giúp nâng cao năng lực phòng thủ của Mông Cổ và tăng cường vị thế của nước này trên trường quốc tế. Mông Cổ đã tích cực tham gia vào các tổ chức quốc tế như là Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường vị thế ngoại giao của mình. Điều này giúp họ có được sự hỗ trợ quốc tế trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền. Mông Cổ thường đóng vai trò tích cực trong các sáng kiến thúc đẩy ổn định khu vực, bao gồm các nỗ lực phi hạt nhân hóa và đối thoại khu vực. Nhìn chung thì Mông Cổ không chỉ có giá trị chiến lược do vị trí địa lý của mình, mà còn là một quốc gia có khả năng định hình và ảnh hưởng đến các cân bằng quyền lực trong khu vực Á-Âu. Đối với Nga mà nói, thì Mông Cổ có tầm quan trọng đáng kể do các yếu tố lịch sử, địa lý, kinh tế và chiến lược. Chúng ta biết rằng, Mông Cổ nằm giữa Nga và Trung Quốc, hai cường quốc lớn với lịch sử cạnh tranh và đôi khi là căng thẳng. Mông Cổ đóng vai trò như là một vùng đệm chiến lược giúp Nga duy trì sự ổn định tại biên giới phía đông của mình, đồng thời kiểm soát ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Đồng thời, Mông Cổ có vị trí quan trọng trong khu vực Á-Âu, nơi Nga đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng thông qua các tổ chức như là Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU. Mông Cổ, mặc dù chưa phải là thành viên, nhưng có tiềm năng trở thành một đối tác chiến lược trong các sáng kiến này. Mông Cổ là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản, bao gồm than đá, đồng và vàng. Nga có lợi ích trong việc hợp tác và đầu tư vào ngành khai thác khoáng sản tại Mông Cổ, đặc biệt là trong bối cảnh các nguồn tài nguyên này có thể được vận chuyển qua Nga để xuất khẩu. Ngoài khoáng sản, Nga cũng quan tâm đến các dự án năng lượng tại Mông Cổ, bao gồm cả năng lượng tái tạo và các dự án hạ tầng liên quan đến dầu khí. Đáng chú ý là Mông Cổ đã tham gia vào các cuộc tập trận quân sự chung với Nga, qua đó củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Việc duy trì mối quan hệ quân sự với Mông Cổ giúp Nga gia tăng ảnh hưởng của mình tại khu vực và đảm bảo an ninh dọc theo biên giới phía Nam. Nga và Mông Cổ cũng hợp tác trong các nỗ lực chống khủng bố và duy trì ổn định khu vực. Điều này giúp bảo vệ lợi ích chiến lược của cả hai nước trước các mối đe dọa chung. Hơn nữa, Mông Cổ có thể đóng vai trò là một cầu nối quan trọng giữa Nga và các nước Trung Á, nơi mà Nga đang cố gắng duy trì ảnh hưởng. Quan hệ chặt chẽ với Mông Cổ cũng giúp Nga giữ vững vị thế của mình trong các vấn đề khu vực, bao gồm hợp tác an ninh và kinh tế. Như vậy, Mông Cổ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tổng thể của Nga, không chỉ trong việc duy trì ổn định và ảnh hưởng khu vực, mà còn trong việc khai thác các cơ hội kinh tế và tài nguyên. Đặc biệt lưu ý là, trong chuyến viếng thăm Mông Cổ vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã nói về dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ hiện đang được nhà nước xem xét. Mà Nga thì đã đàm phán trong nhiều năm về việc xây dựng đường ống vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm từ khu vực Yaman đến Trung Quốc qua Mông Cổ. Dự án Power of Siberia 2 là một phần trong chiến lược của Nga nhằm bù đắp cho phần lớn lượng khí đốt bị mất tại châu Âu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Ukraine. Đây là dự án kế nhiệm cho đường ống hiện có cùng tên, vốn đã cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc và dự kiến sẽ đạt công suất theo kế hoạch là 38 tỷ mét khối mỗi năm vào năm 2025. Dự án mới này từ lâu đã bị sa lầy vào các vấn đề chính như là giá khí đốt. Tuy nhiên, ông Putin cho biết vào đêm trước chuyến thăm rằng công tác chuẩn bị bao gồm nghiên cứu khả thi và kỹ thuật đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Nói như vậy để thấy, Mông Cổ là mắt xích quan trọng trong chiến lược xuất khẩu năng lượng của Nga tại châu Á, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Nếu đánh giá khách quan về lợi ích kinh tế, thì đường ống này cho phép Nga tiếp cận thị trường năng lượng khổng lồ của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Nga đang tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường châu Âu do các lệnh trừng phạt và căng thẳng địa chính trị. Trung Quốc là một trong những khách hàng lớn nhất của Nga về năng lượng, và đường ống này sẽ gia tăng sự phụ thuộc của Trung Quốc vào khí đốt Nga. Việc mở rộng mạng lưới đường ống sẽ tăng cường doanh thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga, đồng thời củng cố vị thế của Nga như là một cường quốc năng lượng toàn cầu. Đường ống này giúp Nga đảm bảo an ninh năng lượng thông qua việc duy trì mối quan hệ thương mại dài hạn với Trung Quốc, tạo ra một dòng thu nhập ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các biến động chính trị quốc tế. Đối với Trung Quốc thì nó giúp nước này đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của mình, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng khác như là than đá hoặc dầu mỏ từ Trung Đông. Điều này cũng giúp Trung Quốc tăng cường an ninh năng lượng
và giảm thiểu rủi ro về các đứt gãy nguồn cung. Khí đốt tự nhiên là một phần quan trọng trong chiến lược chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc, giúp giảm phát thải carbon và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững. Đường ống này sẽ cung cấp một nguồn năng lượng ổn định và dài hạn, hỗ trợ cho các ngành công nghiệp của Trung Quốc. Quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga thông qua dự án này giúp Trung Quốc duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với một cường quốc quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu. Còn đối với Mông Cổ thì họ sẽ hưởng lợi từ các khoản phí vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ của mình, mang lại nguồn thu quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Việc xây dựng và vận hành đường ống sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo việc làm và cơ hội phát triển cho kinh tế Mông Cổ. Mông Cổ sẽ củng cố vị trí chiến lược của mình giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời nâng cao tầm ảnh hưởng trong các mối quan hệ quốc tế. Điều này có thể giúp họ đạt được các thỏa thuận có lợi khác trong tương lai với cả Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc thì đây lại là một rủi ro thường trực. Như chúng ta đã biết, Mông Cổ nằm ở vị trí chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, và cả hai quốc gia đều có lợi ích chiến lược tại đây. Nếu Nga tăng cường quan hệ với Mông Cổ thông qua các chuyến thăm cấp cao, điều này có thể được Trung Quốc coi là một động thái nhằm gia tăng ảnh hưởng của Nga tại khu vực mà Bắc Kinh cũng đang cố gắng duy trì sự kiểm soát. Mặc dù Nga và Trung Quốc hiện đang có quan hệ tương đối tốt, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của Nga tại Mông Cổ có thể gây ra sự khó chịu cho Bắc Kinh, đặc biệt là nếu Bắc Kinh cảm thấy rằng Moscow đang cố gắng gia tăng ảnh hưởng ở một khu vực mà Trung Quốc coi là quan trọng với lợi ích chiến lược của mình. Đáng nói hơn, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mông Cổ, đặc biệt trong các lĩnh vực như khai thác mỏ và năng lượng. Bất kỳ sự thay đổi nào trong quan hệ Nga-Mông Cổ có thể ảnh hưởng đến các lợi ích kinh tế của Trung Quốc tại đây, và điều này có thể khiến Bắc Kinh lo ngại về khả năng giảm tầm ảnh hưởng của mình. Đặc biệt, Trung Quốc quan tâm đến sự ổn định tại biên giới phía Bắc của mình, và Mông Cổ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh khu vực. Nếu Nga gia tăng sự hiện diện quân sự hoặc chính trị tại Mông Cổ, điều này có thể khiến Trung Quốc lo ngại về khả năng biến đổi cán cân quyền lực tại khu vực này. Hơn nữa, Mông Cổ đã thực hiện một chính sách đối ngoại cân bằng, duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Trung Quốc, trong khi cũng thúc đẩy các quan hệ với phương Tây. Nếu Nga tăng cường quan hệ với Mông Cổ, điều này có thể làm phức tạp chiến lược của Trung Quốc trong việc duy trì ảnh hưởng tại đây và kiểm soát các lợi ích của mình. Mông Cổ cũng có thể đóng vai trò trong các chiến lược rộng lớn của Nga tại khu vực Á-Âu, bao gồm cả các sáng kiến như là Liên minh Kinh tế Á-Âu. Nếu Nga thúc đẩy các sáng kiến này tại Mông Cổ, điều này có thể làm gia tăng sự lo ngại của Trung Quốc về việc mất kiểm soát tại khu vực mà họ đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng. Tóm lại, thì việc Nga tới thăm Mông Cổ có thể làm dấy lên một số lo ngại tại Trung Quốc, đặc biệt nếu Bắc Kinh cảm thấy rằng Nga đang tăng cường ảnh hưởng tại một khu vực chiến lược quan trọng đối với họ. Tuy nhiên, mức độ lo ngại sẽ phụ thuộc vào chi tiết của các thỏa thuận và mối quan hệ giữa Nga, Mông Cổ và Trung Quốc trong thời gian dài. Chúng ta vừa nhắc tới lợi ích của Nga và Trung Quốc, nhưng sẽ là không trọn vẹn nếu không nhắc tới lợi ích của phương Tây ở Mông Cổ. Chính vì nó có sự cạnh tranh về lợi ích, cho nên đất nước này đang hội tụ các nhân vật máu mặt cho một cuộc chiến địa chính trị. Cuộc chiến địa chính trị giữa các cường quốc vì Mông Cổ. Quý vị biết đấy, các nước phương Tây cũng quan tâm đến việc xây dựng quan hệ với Ulaanbaatar. Ví dụ, năm ngoái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm đất nước này, sau đó đã phát biểu ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ của nước Cộng hòa với tập đoàn công nghệ hạt nhân Orano. Tập đoàn hy vọng sẽ tăng sản lượng uranium địa phương. Sự quan tâm này đến Mông Cổ có thể được giải thích bởi trữ lượng khoáng sản khổng lồ của nước này. Theo báo cáo của trung tâm PIR, tổng trữ lượng kim loại đất hiếm ở Mông Cổ ước tính là khoảng 3,1 triệu tấn. Đức, Pháp, Mỹ và Hàn Quốc đã tham gia vào cuộc cạnh tranh giành nguồn dự trữ này. Tất cả đều đang tích cực đầu tư về nguồn khoáng sản khổng lồ của Mông Cổ. Đức đã cố gắng đạt được vị thế đối tác chiến lược của Ulaanbaatar và Paris muốn xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở nước Cộng hòa này. Đối lại, Seoul có ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của nước Cộng hòa Mông Cổ và tham gia xây dựng luật pháp để cải thiện môi trường đầu tư. Một ủy ban ba bên đã hoạt động theo hình thức Mông Cổ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ. Về bản chất, các ông lớn máu mặt đều đến Mông Cổ vì nó là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các khoáng sản như là đồng, vàng và than đá. Nhiều công ty phương Tây, đặc biệt là từ Canada và Úc, đã đầu tư mạnh vào ngành khai thác khoáng sản tại Mông Cổ. Những khoản đầu tư này không chỉ mang lại lợi nhuận kinh tế mà còn giúp phương Tây tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng. Nhưng đây chưa phải là tất cả. Chúng ta vừa nói tới điểm Mông Cổ nằm giữa hai cường quốc lớn Nga và Trung Quốc. Đối với phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Mông Cổ giúp tạo ra một vùng ảnh hưởng trong khu vực mà Nga và Trung Quốc đều có tham vọng kiểm soát. Điều này cung cấp một đối trọng chiến lược quan trọng, giúp cân bằng quyền lực trong khu vực Á-Âu. Mông Cổ thường xuyên tham gia vào các chương trình hợp tác quốc phòng với NATO và các nước phương Tây, bao gồm các cuộc tập trận quân sự chung và các chương trình đào tạo.
Điều này giúp phương Tây duy trì một mức độ ảnh hưởng về an ninh và quốc phòng tại khu vực này. Kiểm soát Mông Cổ sẽ giúp phương Tây ngăn chặn hoặc làm chậm lại sự bành trướng của Nga và Trung Quốc, đồng thời bảo vệ các đồng minh và đối tác trong khu vực khỏi ảnh hưởng tiêu cực của hai cường quốc này. Cho nên sẽ không quá ngạc nhiên khi phương Tây muốn kiểm soát Mông Cổ. Nó rõ ràng mang lại cho họ không chỉ lợi ích về địa chính trị và kinh tế, mà còn giúp họ củng cố vị thế và ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, khi các con hổ chọn vườn ngô là đấu trường, đương nhiên vườn ngô đó sẽ bị phá nát. Số phận của Mông Cổ cũng sẽ là vườn ngô này. Do nằm giữa Nga và Trung Quốc, điều này có thể đặt Mông Cổ vào tình thế khó xử khi mà phải cân bằng quan hệ với các cường quốc này, dẫn đến căng thẳng ngoại giao và thậm chí là nguy cơ bị lôi kéo vào các xung đột khu vực. Nếu Mông Cổ bị phụ thuộc quá mức vào một trong các cường quốc hoặc là phương Tây, quốc gia này có thể mất khả năng điều hành chính sách đối ngoại một cách độc lập, dẫn đến sự mất cân bằng và dễ bị thao túng. Nhưng nếu có sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ với các nước này do trừng phạt kinh tế, xung đột thương mại hoặc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có thể gây tổn thất lớn cho nền kinh tế. Chưa kể đến sự khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho các lợi ích nước ngoài có thể dẫn đến sự suy giảm tài nguyên, gây tổn hại môi trường và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển bền vững của Mông Cổ. Đồng thời có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về môi trường, bao gồm sa mạc hóa, ô nhiễm nguồn nước và đất đai, làm suy giảm chất lượng sống của người dân. Đáng lo nhất là việc phương Tây tăng cường hiện diện quân sự tại Mông Cổ có thể làm tăng nguy cơ xung đột với Nga và Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến việc Mông Cổ trở thành mục tiêu quân sự trong các xung đột khu vực. Sự can thiệp từ bên ngoài và áp lực địa chính trị có thể gây ra bất ổn chính trị nội bộ, chia rẽ dân tộc và làm suy yếu sự thống nhất của đất nước. Cho nên Mông Cổ cần phải thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ quốc tế để mà tránh những rủi ro trên, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia và phát triển bền vững của đất nước mình. Đáng nói nhất là Mông Cổ là một quốc gia dân chủ. Nếu tất cả các cường quốc đều coi trọng hướng hợp tác phát triển với Mông Cổ theo kiểu đôi bên cùng có lợi, thì Mông Cổ sẽ là một điểm sáng cho khu vực, mặc dù nó là một quốc gia không giáp biển. Mặc dù vậy thì hiện nay, hầu hết người ta đang nhìn thấy các cường quốc đang muốn hợp tác với Mông Cổ theo chiều hướng là khai thác cạn kiệt tài nguyên nước này, thậm chí có thể biến nó trở thành công cụ chính trị để đối đầu với một đối thủ nào đó. Đáng lo ngại là họ muốn Mông Cổ phải phục tùng một nguyên tắc hợp tác bất cân bằng cho chính nước này. Trong tình thế này, quốc gia nào đến với Mông Cổ với bản thỏa thuận hợp tác song phương đôi bên cùng có lợi thì quốc gia đó sẽ kéo được Mông Cổ về phía mình. Đương nhiên bây giờ, người ta sẽ xem ai là người kéo được họ về phía mình. Cuộc chiến địa chính trị ở Mông Cổ đang tiếp tục được tiến triển, trong khi Trung Quốc thì đang xoay hướng ở Đông Nam. Phía Bắc, họ sẽ không thể rời mắt. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin được phép tạm dừng. Xin mời quý vị trao đổi và để lại quan điểm của riêng mình ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.